bạn đã từng mơ ước được sở hữu một không gian sống lý tưởng để tận hưởng những giây phút tuyệt đẹp bên gia đình của mình. Đến với Eco Green City, mơ ước ấy nằm trong tầm tay của bạn. Một thành phố yên bình và đầy đủ tiện nghi giữa lòng thủ đô phồn hoa náo nhiệt, xứng đáng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Eco Green City, trao cuộc sống tiện nghi. Eco Green City là dự án trọng điểm nằm trong dự án quy hoạch phía Tây Nam Hà Nội, một khu vực giàu tiềm năng của thủ đô đã được quy hoạch đồng bộ, sáng tạo để gần gũi hơn với thiên nhiên. Eco Green City sở hữu một vị trí vàng với phong thủy đắc địa cùng các tuyến đường giao thông thuận tiện, tọa lạc ngay trên đường Nguyễn Xiển, tuyến đường huyết mạch cửa ngõ Tây Nam thủ đô Hà Nội, gần Siemens Central Park và công viên Chu Văn An, trung tâm hành chính quận Thanh Xuân, nhiều trường học, bệnh viện lớn. Eco Green City được thiết kế đặc biệt, tách riêng khu vực đỗ xe, trung tâm thương mại với không gian sống của dân cư. Đây là mô hình lần đầu tiên có mặt ở Hà Nội, mang đến cuộc sống sang trọng, hiện đại và tiện nghi, đồng thời tạo nên một điểm nhấn khác biệt, không chỉ làm đẹp cảnh quan khu vực Tây Nam thủ đô, mà còn tạo nên môi trường sống văn minh và nhân văn. Dự án với tổng diện tích 20.234 m², trong đó chỉ hơn 30% là diện tích xây dựng, còn lại gần 70% diện tích không gian dành cho khuôn viên cây xanh. Tầng 3, 4 và 5 được ưu tiên là khu vực đỗ xe cho tòa nhà với lối kiến trúc hiện đại, sự phân chia sắp xếp khoa học cùng hệ thống an ninh 24/7. Eco Green City tổ hợp với nhiều tiện ích phong phú và đa dạng: siêu thị, văn phòng, khu vui chơi giải trí, khu trung tâm thể dục thể thao, bể bơi 4 mùa, rạp chiếu phim và khu nhà ở khép kín nhằm phục vụ nhu cầu sống đầy đủ, tiện nghi và văn minh cho khách hàng. Khu căn hộ Eco Green City mang phong cách hiện đại với không gian nội thất sang trọng được thiết kế đồng bộ. Thiết kế căn hộ được tính toán khoa học với sự bài trí sắp xếp hợp lý, tạo nên một không gian sống thoáng đãng, thuận tiện tối ưu cho mọi sinh hoạt trong gia đình. Diện tích các khu căn hộ đa dạng từ 59,75 m² đến 113,2 m², phù hợp với nhu cầu chọn lựa đa dạng của khách hàng. Đến với Eco Green City, khách hàng không chỉ tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi và trong lành, mà còn được tham gia vào các hoạt động xã hội vô cùng ý nghĩa như tổ chức mừng Tết thiếu nhi, tham gia quyên góp từ thiện để cùng chung tay xây đắp nên một cộng đồng dân cư nhân văn, văn minh và phồn thịnh. Eco Green City, trao cuộc sống tiện nghi.